Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Bộ phận này của gà tốt gấp vạn lần nhân sâm, cực tốt cho sức khỏe mà ai cũng vứt đi. Xin kính chào quý khán thính giả của kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị thân mến, thịt gà là một món ăn vô cùng quen thuộc, xuất hiện trong hầu hết trong mâm cơm, mâm lễ cúng của nhiều gia đình. Thịt gà bổ dưỡng, phù hợp với nhiều đối tượng và cũng có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon như gà luộc, gà rán. Gà sau khi được làm sạch thì sẽ mang đi chế biến, còn với phần nội tạng, do suy nghĩ chúng không tốt nên nhiều người đã bỏ đi. Tuy nhiên không phải bộ phận nào của nội tạng gà cũng đều không tốt cho sức khỏe. Ngược lại, có những bộ phận được nghiên cứu và chứng minh là rất tốt cho sức khỏe của con người. Vậy nên đừng tiện tay vứt bỏ đi những bộ phận được xem là thuốc chữa bệnh sau đây nhé. Cụ thể đó là những phần nào của gà, hãy cùng theo dõi trong video sau đây của Sức Khỏe Tự Nhiên. Theo lương y đa khoa Bùi Hồng Minh, Phó Chủ tịch Hội Đông Y, quận Ba Đình, Hà Nội, gà không chỉ là thực phẩm, nếu biết cách sử dụng, các bộ phận của loài gia cầm này có thể trở thành phương thuốc trị bệnh hiệu quả. Dưới đây là những bộ phận của gà có tác dụng chữa bệnh mà ít người biết. Thứ nhất, mề gà. Mề gà là một trong những bộ phận nội tạng của con gà. Trong mề gà chứa hàm lượng vitamin và khoáng chất cao. Khi chúng ta ăn mề gà, cơ thể sẽ nhận được những lợi ích như sau. Cung cấp protein. Theo nghiên cứu, mỗi phần mề gà có khả năng cung cấp khoảng 30,39g protein cho cơ thể, mà lượng protein lại giúp cung cấp năng lượng để cơ thể tạo cơ và bắp. Chất béo có lợi cho quá trình giảm cân. Trong 100g mề gà chứa khoảng 2,68g chất béo. Lượng chất béo này ít hơn so với 1g chất béo bão hòa. Do đó, chúng cung cấp nhiều protein nhưng lại chứa ít chất béo. Nếu bạn đang tìm cách giảm cân hoặc tăng cơ thì đây là thực phẩm khá lý tưởng. Thậm chí, chất béo trong mề gà còn lành mạnh hơn so với thịt heo hay thịt bò. Các chất dinh dưỡng khác. Theo nghiên cứu, trong 90g mề gà có tới 4,42mg kẽm và 3,19g sắt. Sắt và kẽm là hai dưỡng chất cần cung cấp cho cơ thể mỗi ngày. Do đó, đây hoàn toàn là thực phẩm có lợi cho sức khỏe. Hàm lượng dinh dưỡng có trong mề gà cao giúp làm vết thương nhanh lành, hệ miễn dịch khỏe hơn. Tuy nhiên, mề gà cũng có khả năng chứa lượng vi khuẩn lớn do gà ăn quá nhiều thức ăn chứa vi sinh vật. Do đó, lượng chất độc có hại này sẽ có khả năng sẽ lưu trữ tại mề gà. Bước làm sạch mề gà sẽ quyết định chúng có tốt cho sức khỏe hay không. Do đó, bạn cần thực hiện theo những bước đơn giản sau. Moi hết phần từ mề gà ra, sau đó cạo, tránh cho nước vào, bởi khi đó bạn sẽ khó cạo được lớp vỏ bám ở mề hơn. Khi cạo sạch mề, bạn rửa sạch với nước và bóp với ít muối trắng. Bóp và rửa lại với nước cho thật sạch. Bạn có thể dùng giấm ăn để xoa đều và bóp trong vòng 2 phút. Điều này sẽ giúp mề gà sạch và hết mùi hôi. Để an toàn hơn, bạn dùng một ít nước cốt chanh hoặc nước ép khế rửa sạch mề, đảm bảo chúng cần sạch sẽ trước khi chế biến. Ngoài ra, người ta còn sử dụng mề gà để phòng ngừa và điều trị một số loại bệnh cụ thể như 1. Dùng mề gà chữa bệnh sỏi mật. Màng mề gà khi đi qua bàng quang có thể giúp loại bỏ vật cứng và làm tiêu sỏi. Trong sách Y Lâm Tập Yếu ghi rằng màng mề gà có tác dụng điều trị bệnh tiểu lắc nhắc, tiểu không hết, gan mật có sỏi. Cách sử dụng: chế biến màng mề gà cùng với kim tiền thảo, sắc uống như bình thường. 2. Dùng màng mề gà chữa bệnh dạ dày lạnh ướt, suy nhược. Màng mề gà là vị thuốc có tính bình, có tác dụng làm chuyển hóa linh hoạt công năng của lá lách, giúp dạ dày khỏe mạnh, giải quyết tình trạng tỳ vị, lạnh hàn, suy nhược. Cách sử dụng: trong cuốn Y học Trung Trung Sâm Tây Lục hướng dẫn rằng dùng các nguyên liệu gồm bạch trược 200g, gừng khô 100g,
Màng mì gà 100g, thịt táo tàu nấu chín 250g. Tất cả nấu chín kỹ, làm nhuyễn rồi trộn thành hỗn hợp cho thật đều, vắt nặng thành miếng mỏng như bánh. Sau sấy khô trên than hoa, khi bụng đói có thể làm thành món ăn vặt giúp điều trị bệnh tỳ vị, hàn lạnh vô cùng hiệu quả. 3. Màng mì gà chữa bệnh chán ăn, khó tiêu, suy dinh dưỡng. Do tác dụng đặc biệt của màng mì gà với sức khỏe của tỳ vị, nên người xưa đã dùng nó để chữa các bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa. Các chuyên gia đông y sẽ hướng dẫn bệnh nhân nấu màng mì gà cùng với gạo, khoai môn, sữa, thịt để điều trị các rối loạn chức năng tiêu hóa. Cách sử dụng: kết hợp màng mì gà với táo gai, mạch nha có thể nâng cao vai trò thúc đẩy tiêu hóa trong điều trị bệnh rối loạn tiêu hóa nặng. Màng mì gà kết hợp với bạch ruột, khoai mỡ, sữ quân tử có thể chữa bệnh cho trẻ em bị suy dinh dưỡng, tỳ vị hư nhược. Thứ hai, sụn gà. Các nhà khoa học thuộc nhóm của bác sĩ Trentham đã có 30 bệnh nhân bị bệnh viêm đa khớp, đau nhức các khớp của các chi, nhất là ngón chân và ngón tay. Một loại thuốc chế từ sụn gà giò dùng trong 3 tháng, với những người dùng thuốc, sự đau đớn vì xương khớp giảm 25-35% so với nhóm không dùng thuốc. Bác sĩ Marvin Sattner tại Trung tâm Y học Moistra chỉ ra rằng súp gà giò là loại thuốc hiệu nghiệm nhất nhờ có một loại axit amin là cysteine có trong đó. Trong siro trị ho cho trẻ em có chất cysteine, chiết từ lông gà, có đặc tính làm lông đờm và phổi hết nghẹt. Cysteine là một thành phần trong công thức của thuốc trị bệnh ngoài da và móng tay chân bị khô, dễ gãy. Trên đây là những bộ phận của gà mà khi sơ chế chúng ta thường bỏ đi, song chúng lại rất có lợi cho cơ thể nếu chúng ta biết chế biến đúng cách, làm sạch và sử dụng đúng mục đích. Ngược lại cũng có những bộ phận của gà có chứa độc tố, nếu chúng ta ăn quá nhiều sẽ dễ mắc bệnh làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân, thậm chí ngộ độc và giảm suốt tuổi thọ. Cụ thể đó là những bộ phận nào, mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi phần sau của video. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, những bộ phận của gà sau đây cần cân nhắc khi ăn nếu cơ thể bạn không thích hợp để dùng nạp. Thứ nhất, phần cổ và da gà. Mặc dù da gà ăn rất ngon, nhưng nó lại không có lợi cho sức khỏe. Thông thường da gà chứa nhiều chất béo, lượng cholesterol cũng rất cao. Đây cũng là nơi ở của nhiều loại vi khuẩn. Nhất là da ở cổ, một số tuyến bạch huyết giải độc đều tập trung ở lớp mỡ dưới da của cổ gà. Trong những tuyến này có các độc tố gây bệnh và chất tăng trọng trong chăn nuôi còn lưu lại. Đặc biệt khi chúng ta làm món gà quay, cholesterol trong da gà sẽ bị oxy hóa, tạo thành hợp chất rất nguy hại đối với sức khỏe. Nếu nhiệt độ quá cao còn có thể sinh ra chất gây ung thư. Thứ hai, các loại nội tạng gà. Nhìn chung, nội tạng của bất kỳ loại gia súc gia cầm nào cũng đều không tốt cho sức khỏe. Trong đó gan gà chứa mầm bệnh tật, tích lũy nhiều kim loại nặng. Ngoài ra, hàm lượng cholesterol trong nội tạng gà rất cao. Đây cũng là bộ phận dễ nhiễm ký sinh trùng, vi khuẩn và virus. Vì vậy, phụ nữ đang cho con bú, trẻ nhỏ hoặc người có cơ địa nhạy cảm không nên ăn nội tạng của gà, trừ phần trứng non. Thứ ba, đầu gà. Trước tiên phải kể đến đầu và cánh gà. Đầu gà dành cho những người khoái gặm xương và da, nơi này chứa một lượng mỡ béo trong gà rất lớn, không tốt cho tim mạch. Hơn nữa, gà thường dùng mỏ để ăn, do đó phần đầu thường chứa nhiều kim loại nặng. Thứ tư, phao câu. Phao câu là bộ phận nhiều người thích ăn trong gà bởi nó mềm, béo ngậy, thơm mùi mỡ gà rất đặc trưng. Nhiều người cho rằng ăn phao câu sẽ giảm nhức đầu, điều hòa kinh nguyệt, đẹp da, đẹp tóc. Trên thực tế, phao câu chứa túi xoan và các tế bào lambda, chất dịch độc hại tồn đọng ở đây. Lâu dần, nó trở thành cái nhà kho lớn chứa các loại virus, vi khuẩn và mầm gây bệnh. Ăn phao câu vô tác dụng chứ không như nhiều người đồn thổi. Thứ năm,
cánh gà. Rất nhiều chuyên gia sức khỏe trên thế giới khẳng định thuốc kích thích cơ bắp, hormone thường được tiêm ở bộ phận cánh của con gà. Điều này có nghĩa là đây là những bộ phận có nồng độ thuốc cao nhất. Những loại thuốc này có những tác động khủng khiếp đến sức khỏe, đặc biệt là phụ nữ, vì nó gây thay đổi bài tiết nội tiết tố nữ, khiến các chị em dễ bị mắc ung thư cổ tử cung và ung thư ngực. Bên cạnh đó, cánh gà chủ yếu là da và là bộ phận tích tụ khá lớn lượng mỡ dư thừa của gà. Bởi vậy, ăn cánh gà đồng nghĩa với việc bạn đang nạp vào cơ thể một lượng lớn chất béo, lại là lượng lớn chất béo không tốt cho sức khỏe. Để tiết kiệm thời gian, nhiều người lựa chọn đi siêu thị mua thực phẩm rồi dự trữ cả tuần thay vì đi chợ hàng ngày. Thực tế, việc mua thực phẩm ở siêu thị rất tiện lợi vì phần lớn chúng đã qua sơ chế hoặc có những loại đã được nấu sẵn, chỉ cần mang về rồi thưởng thức. Tuy nhiên, có 4 loại thực phẩm dưới đây bạn nên tránh xa. Một số nhân viên bán hàng ở siêu thị từng tiết lộ đây là những thực phẩm đến họ không dám ăn. Cụ thể đó là những thực phẩm nào? Mời quý vị cùng theo dõi trong phần tiếp theo của video. Có đôi lúc chúng ta quá bận rộn với công việc nên phải mua thực phẩm chế biến sẵn trong siêu thị. Sự tiện lợi và trong hấp dẫn đến mấy, bạn cũng nên tránh mua những loại thực phẩm này ở siêu thị vì chúng tiềm ẩn những nguy cơ gây bệnh rất lớn. Thứ nhất, thịt xay sẵn. Việc băm thịt hoặc tự xay thịt ở nhà khiến mất khá nhiều công sức. Chưa kể đến việc cọ rửa dụng cụ rất tốn thời gian nên nhiều người lựa chọn mua thịt xay sẵn ở siêu thị. Những khay thịt xay đỏ tươi trông rất bắt mắt nhưng bạn không hề biết rằng chúng được làm từ thịt gì. Có thể nó được làm từ rất nhiều thịt vụn, mỡ, thậm chí thịt để lâu, v.v. mà bạn không hề biết được. Dù những khay thịt này có ghi hạn sử dụng rõ ràng nhưng không có nghĩa là thịt bên trong còn tươi mới. Do đó, tốt nhất bạn hãy mua thịt nguyên miếng, còn tươi ngon thay vì mua thịt xay sẵn. Thứ hai, ngô ngọt. Ngô ngọt được bán nhiều ở siêu thị, có cả loại đã bóc sẵn vỏ, chỉ cần mang về nấu luôn. Nhiều người mua loại ngô ngọt đã bóc sẵn này về để ăn lẩu, luộc, chiên. Tuy nhiên không phải mùa nào cũng có ngô ngọt. Do đó, ngô đã bóc sẵn rất có thể đã được để từ lâu và được sử dụng chất bảo quản giúp nó tươi trong một thời gian dài. Vì thế, để an toàn, bạn nên tránh mua chúng ở siêu thị. Thứ ba, cà chua. Cà chua là loại quả rất dễ mua, dù ở chợ hay ở siêu thị. Tuy nhiên, những quả cà chua bạn thấy trong siêu thị, có thể chúng đã được để từ rất lâu. Thực tế, chúng là những quả cà chua xanh được để chín dần, vỏ còn rất cứng, không thể ăn được. Thứ tư, bột ớt. Bột ớt là loại gia vị được nhiều người sử dụng để nấu ăn, làm kim chi. Nhưng bạn cần lưu ý, bột ớt nên có màu đỏ cam. Nếu nó có màu đỏ tươi bất thường là đã được tẩm thêm màu hóa chất. Do đó, khi mua bột ớt ở siêu thị, bạn cần quan sát thật kỹ, tránh mua phải hàng kém chất lượng, không an toàn. Việc ăn uống cũng như chế biến thực phẩm là việc vô cùng quan trọng. Nó đòi hỏi sự cẩn thận và chú tâm của bạn. Nếu như chủ quan, bạn có thể sẽ phải trả cái giá đắt cho sức khỏe của mình. Trên đây là những bộ phận của gà mà bạn nên và không nên ăn. Đồng thời, những loại thực phẩm được bày bán sẵn trong siêu thị mà không nên mua vì có thể sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn và những người thân yêu xung quanh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.